Vâng, xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và gửi tới cho quý vị một căn nhà diện tích 50m2, có sân cổng riêng thực tế. Với căn nhà này được thiết kế và xây dựng 3 tầng vừa mới hoàn thiện, 3 tầng rưỡi vừa mới hoàn thiện xong hết, theo đúng như hiện trạng. Quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, hướng nhà là hướng Tây Bắc, ngõ trước nhà thực tế thưa quý vị ở đây. Ngõ trước nhà ô tô nhỏ có thể lùi vào tận nhà, còn cách có đúng một nhà là ra tới đường ô tô tránh nhau. Thiết kế rất rất là hợp lý, có sân cổng riêng, diện tích riêng, cũng như là với căn nhà này xây dựng độc lập riêng biệt mọi người ạ. Đây là phần sân riêng của ngôi nhà, rất là rộng. Đây là phần sân riêng để xe. Ngôi nhà thiết kế rất là hợp lý, Ngọc Anh sẽ quay review cụ thể chuẩn chỉnh cho quý vị. Đây là phần sân cổng riêng. Ngoài ra, chủ nhà có thiết kế một ô nhỏ nhỏ xinh xinh để quý vị có thể trồng hoa, một tràn dàn hoa ở đây. Rất là hợp lý. Cái phần để xe này thì sau này quý vị về, quý vị có thể làm mái riêng cho ngôi nhà. Rất là hợp lý nha. Và cổng riêng. Đây mọi người ạ. Cổng sắt, sơn tĩnh điện, sắt mỹ thuật, sơn tĩnh điện. Rất là đẹp, riêng biệt từng căn. Hiếm có những cái căn nào mà diện tích nó rộng lại thoáng như thế này, và với cái thiết kế của nó rất là hiện đại, vị trí giáp với lại địa phận Hoài Đức, giáp với địa phận Hà Đông và gần với trường đại học Phenica. Cụ thể của nó thuộc Đại Thành Quốc Oai. Đại Thành Quốc Oai là một trong những huyện còn rất rất là nhiều đất và cũng rất là rộng. Tuy nhiên với cái vị trí của nó ngay sát với lại Hoài Đức, sát với khu đô thị Đô Nghĩa, nó gần như, nếu như để mà so sánh, quý vị đã theo dõi kênh của Nhà Tốt của Ngọc Ánh thì quý vị có thể biết rằng tổ 14, 15, 16 Yên Nghĩa Ngọc Ánh quay rất là nhiều, thì tính từ vị trí ngôi nhà này ra tới khu đô thị và tính từ vị trí tổ 16 Yên Nghĩa ra tới khu đô thị tương đương nhau. Đây là phần tầng 1. Ngoài cái phần bên kia là phần để xe, ngõ riêng, thì tầng 1 thiết kế ở đây là phần phòng khách của ngôi nhà. Cửa chính thiết kế hai lớp cửa, bên ngoài là cửa cuốn điện, bên trong là cửa kính cường lực kéo thực tế như thế này quý vị nhé. Đó, diện tích rộng, thoáng. Phần hoàn thiện cơ bản của ngôi nhà đã xong hết, chuẩn chỉnh 100%. Theo đúng như hiện trạng, quý vị chỉ việc xách vali về ở, sổ đỏ chuẩn chỉnh, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu, giá bán hơn 2 tỷ một chút. Và với cái phần chi trả trước, tối đa quý vị có thể trả 700 đến 800 triệu tiền mặt. Còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian dài nhất, đến từ những ngân hàng uy tín nhất. Quay trở lại với ngôi nhà, hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, tiết kiệm điện, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt riêng biệt từng căn. Căn nhà này được thiết kế và xây dựng độc lập. Quý vị hoàn toàn yên tâm xây dựng độc lập hay là xây dựng theo hình thức liền kề thì bây giờ chủ đầu tư đều thiết kế là riêng biệt hết, tường riêng, cột riêng và móng riêng. Phần phòng khách của ngôi nhà, bên cạnh nó là ngõ nhà mình rồi, cho nên chủ nhà thiết kế cho quý vị hai cửa sổ ở phần phòng khách, cực kỳ là thoáng. Cửa sổ mở được ra phía bên ngoài, rất là hút gió nha mọi người. Đây, cửa ngách. Đấy. Được thiết kế là nhôm sinh pha 5 năm. Và đây là phần không gian phòng bếp. Trời ơi, nó quá là đẹp luôn mọi người ạ. Đây là phần không gian phòng bếp này. Đây. Không gian phòng bếp hướng ra vườn cây, nhỏ nhắn xinh xắn. Quý vị có thể trồng một dàn hoa giấy hoặc là trồng một dàn hoa mà có thể nó rủ xuống và ra phía phần ngõ, rất là mát, rất là đẹp. Với căn nhà này thì là hướng Tây Bắc, trước kia thì có một căn Đông Nam thì bán rồi mọi người ạ, cho nên còn một căn hướng Tây Bắc và còn một căn ở vị trí này ô tô vào nhà, diện tích của nó thì rộng hơn, ô tô vào được trong nhà giá cao hơn. Đây là phần phòng khách của ngôi nhà với thiết kế, đây là phần phòng bếp. Thiết kế phòng bếp xong hết chỉnh chu, toàn bộ gỗ, tủ bếp là gỗ MDF, phụ kiện bếp lắp đặt xong hết cho quý vị, chậu rửa, vòi rửa chất liệu inox 304. Đấy, với một ngôi nhà diện tích rộng, giá bán cả nhà và đất hơn 2 tỷ. Cụ thể thì em để ở dưới phần miêu tả cho quý vị. Xung quanh bếp, ốp kính ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite. Và cái phần màu sắc của cái không gian bếp cũng như màu sơn rồi là màu gạch nó rất là hài hòa và nhã nhặn. Gạch lát nền, kích thước gạch 60-60 vân đá. Đấy, đứng từ phòng bếp mà hướng ra phần phòng khách, cực kỳ là thoáng. Và cái quan trọng nhất là cái ngôi nhà này nó có một cái ngõ riêng, sân riêng để xe cộ, rất hợp lý. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh, đáp ứng công năng sử dụng cho quý vị sử dụng ở phía dưới tầng 1. Đó. Tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà.
thiết kế toàn bộ cho quý vị là gỗ, rồi là mặt bậc của bậc cầu thang ốp đá granite. Như vậy Ngọc Ánh đã review đường, hướng, giá, vị trí của ngôi nhà cho quý vị và cũng quay cụ thể tầng 1 review cho quý vị rồi. Vậy thì trên phía các tầng phía trên thiết kế ra sao? Mời mọi người đừng rời mắt khỏi video nhé. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà, cái ngôi nhà này nó đã thoáng trước thoáng sau rồi, cầu thang cũng có, cửa sổ đầy đủ. Trên phía tầng 2 thiết kế công năng sử dụng cho quý vị hai phòng ngủ trước và sau. Phòng nào cũng rộng, vuông vắn. Và trên tầng 2 thì chủ nhà thiết kế lát cái màu gạch khác hơn so với tầng 1. Gạch vân đá mọi người ạ. Đây. Màu nâu nâu rất là đẹp. Cửa sổ thoáng hai lớp. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Đấy. Hệ thống trần thạch cao. Phòng ngủ vuông vắn, đẹp đẽ. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây. Không gian phòng ngủ rất là đẹp. Hệ thống điện, đèn led lắp đầy đủ. Phòng ngủ ở phía bên trong đây ạ. Phòng nào cũng đầy đủ cửa sổ, ánh sáng tự nhiên, chuẩn chỉnh. Nói chung nhà có sao thì em cũng chỉ chia sẻ với quý vị như vậy thôi. Không có gì để nói quá lên cả. Chất liệu rồi mọi cái nó cũng chỉ như vậy. Quan trọng là review chuẩn chỉnh cho quý vị để quý vị cảm nhận rằng là ngôi nhà này nó phù hợp với quý vị, phù hợp với đường, hướng, phù hợp với công năng, phù hợp với lại giá bán. Phòng vệ sinh sử dụng cho hai phòng trước và sau. Đây là phần phòng vệ sinh tương đối rộng, thoáng. Hệ thống sen cây, bồn cầu, lavabo. Rồi là trong phòng vệ sinh chủ nhà ốp gạch 30-60 lên trên tới tận trần, rất là sạch, thoáng. Đấy. Cửa sổ thông thoáng hướng ra. Cửa sổ nhà vệ sinh cũng thiết kế hai lớp cửa, là mọi người có thể biết là chủ nhà rất là tinh tế cũng như cẩn thận. Mọi người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà. Và tầng 3 của ngôi nhà được thiết kế tương tự như tầng 2. Hai phòng ngủ thoáng trước, thoáng sau. Đó. Thiết kế giống hệt như vậy. Lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà là có 4 phòng riêng. Quý vị nào mà sinh sống một hộ gia đình 3 thế hệ vẫn cứ là vô tư 4 phòng ngủ cho quý vị. Thậm chí tầng 1 nó rất là rộng. Nếu như quý vị mà có người già, quý vị cũng có thể kê giường ở dưới tầng 1. Cái này thì tùy mục đích công năng sử dụng của mỗi một hộ gia đình ạ. Còn đấy thì em chỉ chia sẻ ý kiến cá nhân thôi. Đây, trần thạch cao, cửa sổ thông thoáng. Phòng vệ sinh ở phía tầng 3 bên ngoài đây. Tương tự tầng 2. Công năng đầy đủ, hợp lý. Bồn cầu này, sen tắm này. Và phòng ngủ tương đối rộng. Quạt hút mùi này. Ngoài quạt hút mùi thì vẫn có cửa sổ nha mọi người, để lấy ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng vệ sinh. Đó, và mời quý vị theo em lên tầng cuối cùng của ngôi nhà. Và tầng cuối cùng của ngôi nhà dành cho quý vị nào yêu thích trồng hoa lan, hoặc là hoa hồng, hoặc là trồng cây. Đây mọi người có thể nhìn thực tế. Trên phía tầng cuối cùng của ngôi nhà là thiết kế cho quý vị hai sân rộng trước và sau. Đó. Quý vị có thể nhìn xung quanh. Dân cư đông đúc, hàng xóm thân thiện. Rồi. Thoáng vô cùng. Đây là phần để máy giặt. Đấy. Phần để máy giặt riêng, còn nếu không quý vị có thể chuyển ra bên ngoài. Và đây là phần sân phía sau. Rộng, thoáng. Mọi người muốn tìm hiểu biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với Ngọc Ánh Nhà Tốt để được tư vấn cũng như đi xem nhà thực tế, chọn lựa cho mình một ngôi nhà ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.